cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, mình đang đi lên cao tốc. Chúng ta cũng đang vẫn đang ở huyện Sơn Tịnh nha, huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi. Và cái đoạn này đoạn gần với lại cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, mình chuẩn bị đi vào đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Cái đường dưới. Còn đường này sẽ có chợ đông vui. Thẳng tới có ngã ba quẹo trái. Cao tốc này cao tốc không dừng, thu phí không dừng. Tự động hết, tính tiền thôi, ra đoạn nào tính tiền đoạn đó thôi. Trái lên cao tốc. Quẹo trái. Trái chỗ này sao? Trái đây đúng rồi, quẹo trái đi. Quẹo trái đây được hả? Được. Có mấy con đường này vô, đi vô luôn mà. Bên mép này. Đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Địa phận huyện Sơn Tịnh và chúng ta đi một chút thì tất nhiên là sẽ đến địa phận tỉnh Quảng Nam. Rồi mời các bạn cùng đi thử trải nghiệm trên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi nha. Và cũng như mọi khi thì cái đường cao tốc bắt tàu vô sẽ là cái trạm thu phí. Thu phí không dừng, ở đây thu phí không dừng hết. Thu phí không dừng hết luôn. Xin mời qua. Cấp ra mới tính tiền. Xin nó quẹo qua pha trái, quẹo phải. Chỗ này này đó, Quảng Ngãi đi thẳng. Cái đoạn đường này. Quẹo phải à? Quẹo phải đây. Đó. Cái kia là đi mé kia thì đi Quảng Ngãi, còn đây mé này đi Đà Nẵng. Dẫn nghe lên này. Tốc độ giới hạn 100 km/h. 120. Sắp đến biển báo. Tốc độ giới hạn 100 km/h. Rồi, đây 120 km/h chứ. 120. 120. Xe gió. Chúng ta đang đi trên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi các bạn. Và đoạn từ tàu cái đoạn Quảng Ngãi nghĩa là huyện Sơn Tịnh á, chúng ta có đi đến từ điểm cuối là Đà Nẵng, nhưng mà cũng có thể là chúng ta ghé ra tàu của Quảng Nam. Chừng 139 km từ thành phố Quảng Ngãi, phía nam của thành phố Quảng Ngãi đến Tý Loan, chỗ Tý Loan Đà Nẵng. Tý Loan Đà Nẵng khoảng chừng 139-140 km tổng cộng cái chiều dài của tuyến cao tốc này mà. Và tất nhiên mình đi đến đâu thì là sẽ tính tiền đến đó, tùy vào cái điểm ra. Cái điểm mà Tý Loan là sẽ nối tiếp với cao tốc La Sơn Tý Loan nữa. Cao tốc này thì quy mô là hai làn xe chạy một mỗi chiều, chỉ là hai làn xe chạy vào một làn chiều khẩn cấp mỗi chiều. Cao tốc tối đa là 120, tối thiểu 60, đây là tiêu chuẩn này.
lúc vô cao tốc bây giờ là mình đi được 15 km, và bây giờ là nó vẫn thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi, và cái địa phận này là huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. À, như vậy là mình trên cái đường cao tốc này nó có là cả huyện khúc đầu cao tốc là huyện Sơn Tịnh, mà bây giờ là đến huyện Bình Sơn. Tất nhiên là không có cái ranh giới nào để mình xác định được, ranh giới là dưới cái phần đất đất liền dưới. Trên cao tốc thì mình chỉ thấy bản đồ nó hiện lên là huyện Bình Sơn các bạn. Huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Rồi mình tiếp tục thẳng tiến về Đà Nẵng bằng trên con đường cao tốc này. Rồi chạy được 25 cây số thì bây giờ mình chính thức là đi đến địa phận này là địa phận tỉnh Quảng Nam các bạn, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Nói chung là mình tính trên địa phận, tính theo trên đường cao tốc, còn ở dưới cái đường kia thì nó khác, nó sẽ có cái ranh giới rõ ràng hơn, còn cao tốc thì mình sẽ không thấy ranh giới. Ở trên bản đồ Việt Map thì bây giờ nó báo là đã đổi địa phận thành tỉnh Quảng Nam sau 25 cây số từ lúc đầu cao tốc tới giờ. Rồi chúng ta tiếp tục thẳng tiến tỉnh Núi Thành để chúng ta về Tam Kỳ. Về Tam Kỳ luôn. Rồi địa phận Chu Lai, Chu Lai huyện Núi Thành. Từ đầu cao tốc tới đây đúng 40 cây. À, các bạn sẽ hỏi cái ủa sao ông nào không biết là đi được bao nhiêu cây. À, là mình trừ đồng hồ cái số các bạn, từ lúc vô đầu cao tốc là tới bao nhiêu cây và chạy đến đây là gì mình nhớ. À, Tam Kỳ 20 km này ghi nè, Hà Lam 42 km. Rồi vận tốc giờ 80 bắt đầu giảm xuống, giảm xuống để đi vào lối ra Chu Lai. Nhưng mà nếu mình không có lối ra thì mình cứ đi thẳng luôn, đi thẳng luôn để đến Tam Kỳ. Tam Kỳ 1 km qua công xe này đã quay rồi. Rồi chuẩn bị lối ra lối phải. Phải lúc ra lúc nào cũng bên phải. Trái à, bên phải chứ bên trái sao được. Lối ra của Tam Kỳ các bạn, thành phố Tam Kỳ. Rồi. Và mình chạy được 60 cây số. 60 cây số thì bắt đầu đến cái lối ra của Tam Kỳ, đúng tới đây, đúng 60 cây số đây. Đi 60 cây số coi người ta tính phí như thế nào các bạn, bởi vì thu phí tự động hoàn toàn, cái đó mình không biết, để coi xem. $97,440. 98.000, gần 100.000 các bạn, 60 cây số. Gần 100.000 các bạn, 60 cây số. À khá là chi phí, tức là cái phí cao tốc rất là cao. À, chi phí cao tốc của Đà Nẵng Quảng Ngãi rất là cao các bạn. Do đó là rất là vắng người đi. À, vắng người đi. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, trải nghiệm đến đoạn từ Quảng Ngãi đến Tam Kỳ. Và cái phí cao tốc cao đó, vậy là cũng vắng và chạy rất là nhanh. Tạm biệt các bạn.